Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh tính đến đầu năm 2024 chiếm 0,35% dân số toàn tỉnh. Đặt mục tiêu phấn đấu cuối năm nay giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,32% và hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo để kinh tế ổn định, tránh tái nghèo. Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Ghi nhận những giải pháp mà các địa phương đang triển khai trong công tác giảm nghèo là nội dung được chúng tôi đề cập trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Đầu năm 2024, huyện Long Điền có 144 hộ nghèo theo chuẩn tỉnh, chiếm 0,42% tổng số hộ dân trên địa bàn huyện. Để công tác giảm nghèo thật sự hiệu quả, bền vững, ngoài thực hiện toàn diện các chính sách của Trung ương, của tỉnh, ngay từ đầu năm, huyện Long Điền còn chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành khảo sát từng trường hợp, từ đó xây dựng và triển khai các giải pháp để hỗ trợ phù hợp. Trong đó, chú trọng giải pháp hỗ trợ sinh kế, vay vốn, giới thiệu việc làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục phân công cho các thành viên của Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững của huyện theo dõi, giám sát và hướng dẫn chỉ đạo cho Ban chỉ đạo các xã, thị trấn để thực hiện tốt cái mục tiêu là thoát nghèo trong năm 24. Thì đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thì chúng tôi đã chỉ đạo cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Long Điền là rà soát nguồn vốn để là hỗ trợ cho bà con theo nhu cầu bà con. Thứ hai nữa là chúng tôi đã thường xuyên và hiện nay cũng đang duy trì. Dự kiến là trong tháng 7, tháng 8 này chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái mô hình sinh kế cho các bà con hộ nghèo. Ngoài được vay vốn 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, vợ chồng chị Hiền còn được hỗ trợ 2 triệu đồng để buôn bán nhỏ. Chí thú làm ăn, hiện công việc của hai vợ chồng ổn định với mức thu nhập từ 13 đến 15 triệu đồng một tháng. Trong cái năm nay thì tôi cũng nhờ chính quyền địa phương cũng quan tâm, rồi cũng có giúp đỡ cho tôi được tiếp cận nguồn vốn đó. Thì để gia đình tôi năm nay thì cũng có cơ sở buôn bán làm ăn cũng khá hơn. Rồi tôi cũng mong mà năm nay gia đình tôi cố gắng vượt qua để mà vươn lên để thoát nghèo. Rồi cũng cảm ơn chính quyền địa phương, cũng mọi người ở đây cũng giúp đỡ. Với 11 hộ nghèo từ đầu năm 2024, xã An Nhất đang nỗ lực giảm 7 hộ nghèo vào cuối năm 2024, tương đương gần 64%. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ căn cơ ngay từ đầu năm, nhưng hộ nghèo có khả năng lao động sẽ được địa phương hỗ trợ theo đúng nhu cầu. Với những hộ có đất, được hỗ trợ cây, con giống, tư liệu sản xuất. Với những hộ không có việc làm, đều được ưu tiên buôn bán tại mô hình chợ quê trên cánh đồng lúa An Nhất. Các trường hợp được hỗ trợ hiện có mức thu nhập ổn định từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng. Khi mà được vô buôn bán như đây thì thu nhập thấy cũng ổn định hơn, có nguồn thu nhập và đồng ra đồng vô để trang trải trong cuộc sống. Cũng cảm ơn ban tổ chức đã làm được cái mô hình này để giúp đỡ cho những cái hộ nghèo khó khăn như gia đình của chúng tôi. Nhà tôi cũng là tất cả cũng nhờ nhà nước để hỗ trợ, thứ nhất là cái nhà cứ sự đoàn kết, thứ hai là để cho một con bò cái để là chăn nuôi lấy giống. Gia đình tôi cũng cuối năm nay cũng thể là quyết tâm để thoát nghèo. Cái giải pháp trọng tâm nhất của địa phương là hỗ trợ sinh kế. Đó. Thứ nhất là hỗ trợ sinh kế. Cái thứ hai nữa là giới thiệu việc làm hoặc là hỗ trợ vốn. Chúng tôi nghĩ rằng là cái hỗ trợ sinh kế đó là cái giải pháp tốt nhất để cho bà con tiếp cận. Và có như thế thì mới giúp cho các cái hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Huyện Long Điền còn huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ các hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân. Huyện Long Điền đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%.